ta sẽ tìm hiểu xương được cấu tạo ra sao và điều gì khiến người ta bị loãng xương. Xương cấu tạo từ hai nhóm chính, các chất hữu cơ tạo keo xương và các chất khoáng. Tỷ lệ này thay đổi cùng với tuổi và tình trạng bệnh lý. Nhóm chất hữu cơ tạo keo gồm các sợi collagen bền, dai và chắc, các chất làm nền tạo sự kết dính, các tế bào xương. Nhóm khoáng chất calcium, phosphor, magnesium. Trong xương, bao giờ cũng diễn ra đồng thời hai chu trình tạo xương và tái tạo xương. Các xương được hình thành gọi là quá trình tạo xương. Hoạt động này diễn tiến liên tục trong suốt cuộc đời người và gắn liền với quá trình tái tạo xương. Theo đó, các nguyên cốt bào được thu hút tới các ổ khuyết tạo ra bởi các quỹ cốt bào. Tại đây, nguyên cốt bào tiết ra các chất giúp phục hồi lại nguyên trạng bề mặt của xương. Vì vậy, xương chúng ta luôn luôn được đổi mới. Ở trẻ em, quá trình tạo xương trội hơn giúp cho cơ thể phát triển. Đến tuổi trưởng thành, xương không lớn thêm do sự quân bình giữa hai quá trình tạo và hủy xương. Về già, xương bị loãng, giòn, dễ gãy do quá trình tạo xương giảm đi so với quá trình hủy xương.